Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh. Toàn thể giáo hội mừng kính trọng thể lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria là mẹ thật của Thiên Chúa và cũng là mẹ thật của nhân loại. Trước máng cỏ Bethlehem, chúng ta hãy hướng nhìn lên khuôn mặt dịu dàng từ mẫu của mẹ. Ta sẽ thấy rằng mẹ thương Chúa Giêsu bao nhiêu thì mẹ cũng thương ta bấy nhiêu. Tình thương của mẹ đang biến thời gian nhân loại sống thành vĩnh cửu trong tình thương Thiên Chúa qua chức phẩm Mẹ Thiên Chúa của người. Tin mừng theo Thánh Luca cho ta thấy rõ, bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Cùng với mẹ Maria, chúng ta hãy chiêm ngắm hài nhi Giêsu, người đã vì thương yêu con người nên đã xuống thế, mặc lấy thân phận con người để sống giữa con người và cứu chuộc tội lỗi của con người. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống đúng thân phận con Chúa qua từng ngày, đặc biệt trong mùa Giáng sinh này. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria với đặc ân Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta tạm gác qua một bên về lịch sử tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta chỉ xét dưới góc độ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đã cưu mang và sinh hạ đứng cứu thế. Và rồi, mẹ không chỉ sinh hạ đứng cứu thế, nhưng trong suốt hành trình ơn gọi của một người Kitô hữu, đặc biệt trong thiên chức là mẹ, mẹ đã chu toàn tất cả bổn phận và chu toàn nghĩa vụ của một người được Thiên Chúa trao ban cho đặc ân. Đó chính là Mẹ Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi của mẹ. Và rồi thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng từ khi mẹ thưa tiếng xin vâng đối với Đức Trinh Nữ Maria là mẹ bắt đầu cuộc hành trình làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa khi chúng ta thấy mẹ đã đồng hành với con của mẹ từ khi ra đời cho đến tận đồi Gôn-gôt. Mẹ đã tỏ lòng từ mẫu của mình đối với Đức Giê-xu khi mẹ đã mang tất cả những cảm xúc của một người mẹ. Làm sao chúng ta có thể diễn tả được cái tình cảm ấy khi mẹ vẫn biết đau cái nỗi đau của một người mẹ mất con khi dâng mình trong đền thờ. Và rồi, thưa cộng đoàn, chúng ta thấy mẹ đã đồng hành với Đức Giêsu Kitô trên con đường thập giá đến tận đồi Gôn-gô-tha. Mẹ đã nuốt nước mắt để nhìn con mình bị sỉ nhục, bị đánh đòn. Mẹ đã nuốt nước mắt để rồi nhìn con mẹ chịu biết bao đau khổ cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Chỉ bấy nhiêu điều chúng ta thấy mẹ đã mang trọn cái thiên chức làm mẹ đối với đấng cứu thế. Về phương diện thiêng liêng, chúng ta đã từng nghe Đức Giêsu nói với những người đến thưa với Ngài: "Thưa Ngài, có mẹ và anh em Ngài đang tìm Ngài ngoài kia." Đức Giêsu đã nói cho họ biết ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Rồi người chỉ vào những người đang nghe người nói: "Đây là mẹ và anh chị em của tôi." Đó là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Về phương diện thiêng liêng này, chúng ta lại thấy Đức Trinh Nữ Maria là một con người trội vượt trong việc lắng nghe và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Cũng ngay từ lúc nghe sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, mặc dù mẹ chưa hiểu hết ý định của Thiên Chúa, nhưng mẹ đã thưa hai tiếng xin vâng: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền." Thưa cộng đoàn, và rồi trong hành trình đức tin của mình, mẹ đã luôn luôn
lắng nghe ý Chúa và thực thi thánh ý của Ngài qua việc cùng với Thánh Giuse để chu toàn tất cả nghĩa vụ của một người công dân, của một người tín hữu, của một người thi hành luật Môsê. Và rồi thưa cộng đoàn, chúng ta còn bắt gặp nơi mẹ khi mẹ đã luôn luôn suy nghĩ tất cả những lời Đức Giêsu nói và suy đi gẫm lại trong lòng. Tất cả những điều này gợi nhớ cho mỗi người Kitô hữu chúng ta về khía cạnh thiêng liêng khi mẹ là người đã lắng nghe và thực thi thánh ý của Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất trong cuộc đời của mẹ. Ngày hôm nay là ngày đầu năm mới. Giáo hội mừng kính Đức Trinh Nữ Maria với đặc ân Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng còn là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngày hôm nay, Giáo hội kỷ niệm 50 năm ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới từ khởi xướng của Đức Trân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, mà trong sứ điệp ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình thế giới năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhớ lại lời của Đức Trinh Nữ Maria. Hay nói cách khác là chúng ta được mời gọi để nhìn vào gương của Đức Trinh Nữ Maria, luôn suy nghĩ, luôn lắng nghe tất cả những lời Chúa nói để đem ra thực hành. Trong bài suy niệm mới đây về sứ điệp ngày hòa bình thế giới, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, có bài suy niệm với tựa đề lắng nghe và suy nghĩ. Khi Ngài nhắc đến sứ điệp ngày hòa bình thế giới, Ngài nói với mỗi người chúng ta, khi giáo hội mời gọi tất cả mọi Kitô hữu không chỉ dành một năm nhưng là ba năm để thánh hóa các gia đình từ năm 2017 cho đến năm 2019. Gia đình chúng ta có thể hiểu đây chính là gia đình nhân loại. Đây là gia đình của những tổ chức phi chính phủ, những người góp phần làm nên nền hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn vào gia đình thánh gia với gương của các ngài trong ơn gọi của một thành viên trong gia đình. Các ngài luôn luôn là những người mưu cầu sự bình an, ấm êm cho gia đình khi luôn luôn lắng nghe và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hãy cổ võ cho việc bất bạo động và ưu tiên cho việc đối thoại. Chúng ta thấy những phương diện này thể hiện rõ nơi gia đình thánh gia, nơi thánh cả Giuse, nơi Đức Trinh Nữ Maria và đặc biệt nơi Đức Giêsu Kitô, cả trong đời sống của gia đình cũng như trong sứ vụ công khai. Chính Ngài là người đã dạy cho dân chúng về việc bất bạo động khi Ngài đã kết án người phụ nữ ngoại tình, khi Ngài đã dạy các môn đệ hãy tha thứ cho kẻ thù. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria với đặc ân Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta trong ơn gọi của mình, dù chúng ta là một phần tử của gia đình nhân loại hay là một phần tử trong gia đình thuần túy, mỗi người chúng ta hãy xây dựng, hãy kiến tạo bình an cho gia đình nhân loại cũng như cho ngôi gia của chúng ta được ấm êm hạnh phúc nhờ chúng ta lắng nghe và thực thi thánh ý của Thiên Chúa trong thiên chức của mỗi người. Có khi chúng ta đang thi hành thiên chức của một người cha trong gia đình,
của một người mẹ hay là một người con trong gia đình. Chúng ta được mời gọi để làm sao cho ý của Chúa được thực hiện trong môi trường chúng ta đang sống. Để rồi, chính trong tâm hồn của chúng ta có sự bình an. Khi ấy, chúng ta mới có thể xây dựng một nền hòa bình trong chính gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ, trong một xã hội và cho một thế giới tương lai. Amen. Sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời, nhịp ca véo vong bao thiên thần vang hàng, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang cầu hát, con hợp với thiên thần hòa vang cầu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ái sáng như công bình. Năm ấy vui tiếng ca nhiên nhàng, mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hàng bế lem những muôn đồng mau bước, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần. Chúa con hợp với muôn đồng cùng thờ lấy Chúa. Mừng sinh nhật đấng cứu tinh, mừng sinh nhật đấng uy linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thái bình.
đồng năm ấy con Chúa xa cõi đời. Mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời. Ngày xưa có qua nhưng sinh nhật con Chúa, tâm hồn con ghi dám đâu hoài nghi. Con quỳ gối ôn lại ngày qua đang nhớ, con quỳ gối cảm tạ tình yêu quý giá. Mừng sinh nhật Chúa tri nhân, mừng sinh nhật Chúa muôn ơn. Sinh nhật cùng với tháng năm vững bền, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật Chúa yêu thương. Sinh nhật từ